Titan vừa mới cho ra mắt con bi cầu mini F15 nhé cả nhà. Con này chân H4 dùng điện 12V. Có quạt tản nhiệt cốt nó là 35W, pha là 50W. Dùng cho xe máy ô tô. Sử dụng điện 12V. Đây là ngoại quan của nó. F15. Và tối nay thì kho sỉ Phan Linh sẽ test ánh sáng của con này. Bảo hành 1 năm nhé cả nhà. Tối nay sẽ test ánh sáng lên xem là tình hình mẫu mới của Titan này sẽ như thế nào. Chip LED là 6+6. Có ống đồng hai bên. Mới kính con của Titan. Lắp như zin nhé cả nhà. Rồi tối nay thì nhà em sẽ lên ánh sáng test con này nha. Bye bye các bác.